ở mức gọi là tầm trung, khá thôi, chứ chưa thể vào nhánh nhánh lớn được. Dù sao cũng thay đổi rất là mạnh. Rồi rồi đúng không? Thảo luận này của Đông đây. Câu hỏi của Đông đầu tiên là CASA giảm là vì sao? Ồ, đầu tiên là hỏi về chi phí vốn. Rồi mình thấy điểm này cũng là điểm yếu. Rồi, hỏi rất là chính xác. CASA. Rồi. Cuối năm ngoái còn 10, trong khi năm trước là 14 mấy năm trước, thậm chí còn 28 đúng không? Vậy là toàn huy động tiền gửi kỳ hạn thôi. Vâng, chi phí dự phòng rủi ro tăng trong năm 2021 trong khi tăng trưởng tín dụng và nợ xấu thì không thay đổi nhiều. Vâng, câu hỏi đây là câu hỏi đầu tiên đúng không, là họ liên quan đến CASA đúng không. CASA giảm là một này. Rồi, chi phí dự phòng rủi ro tăng này. Và trong khi tăng trưởng tín dụng và nợ xấu không thay đổi nhiều. Và rồi câu thứ hai là ngân hàng có mối quan tâm nào đến đối tác Banca đúng không, liên quan đến bảo hiểm. Rồi tình hình dư nợ bất động sản tại Liên Việt Postbank định hướng của ngân hàng như thế nào, lợi nhuận kịch bản lạc quan thế nào. Vậy là câu hỏi thứ hai là sẽ liên quan đến đến bảo hiểm rồi. Đối tác Pancat. Ở đây thì một cái nữa là dư nợ bất động sản Liên Việt. Rồi họ có định hướng được cái chuyện này. Định hướng của Liên Việt đúng không? Rồi lợi nhuận kịch bản lạc quan. Và việc kia ông Sơn có nói là cái mức gọi là an toàn nhất đúng không? Tức là gần như họ đặt chắc chắn là họ sẽ làm được. Nhưng mà đấy nó chưa sát với thực tế, nó có thể là thận trọng. Họ muốn hỏi về cái kia đúng không? Nhưng mà rất ok, gọi tốt. Tăng trưởng tín dụng quý 1 vì sao đi ngang trong khi ngân hàng khác lại tăng cao, mục tiêu 18% cả năm có khả thi đúng không? Quý 1 thì đúng là nó không tăng và thậm chí theo như số cho trừ rủi ro thì nhìn còn bị âm đi và còn giảm cơ, quý 2 tăng rất là mạnh. Và như vậy là câu thứ hai là tăng trưởng tín dụng quý 1 2022 giảm, gọi là đi ngang đúng không, còn bên khác thì tăng. Và lo ngại là mục tiêu 18% có khả thi, câu số 2 mà họ sẽ đề cập. Câu thứ tư đúng không? Chắc là của một cổ đông nữa. Ngân hàng dự kiến thu được bao nhiêu từ nợ xấu đã dự phòng? Thu được nhiều. Dự kiến từ nợ xấu đã dự phòng. Và đây là dự kiến nhé. Và đây là câu thứ cổ đông thứ tư đúng không? Và cuối cùng là dư nợ tái cơ cấu theo thông tư 01 và thông tư 03.
À, đấy là một vài câu chúng ta sẽ cùng thử xem như nào. Sơn đúng không? Phó chủ tịch kiêm tổng đốc của ngân hàng. Dự phòng tăng trong năm qua là do dự phòng các khoản tái cơ cấu các khoản bị ảnh hưởng bởi Covid. Tổng số tiền tái cơ cấu ngân hàng bị ảnh hưởng trong dịch bệnh là khoảng 2.500 tỷ. Và như vậy câu này chính là cái ưu tiên này. Như vậy là dự phòng tăng đúng không? 2021 do liên quan đến Covid. À, đấy là cái đầu tiên. Và đây thì tổng số tiền tái cơ cấu cho khách hàng bị ảnh hưởng dịch bệnh. Đây là họ đề cập số liệu là 2.500 tỷ đúng không? Đúng với sai của Liên Việt là lớn. Tín dụng cho quý 1 phụ thuộc vào Zoom của ngân hàng nhà nước và như vậy có câu chữ Zoom. Mỗi tháng ngân hàng tăng trưởng khoảng 4.000 tỷ riêng mảng bán lẻ. Như vậy hết quý 1 đã giảm dư nợ một số dự án cho vay khoảng 13 là hơn 13.000 tỷ nên kéo tổng tín dụng đi ngang so với quý 4. Hiện dư nợ bất động sản như vậy là khoảng 8 đến 10%. Và như vậy liên quan đến cái ý đầu tiên thì mỗi tháng ở đây họ chia sẻ là riêng bán lẻ và tăng trưởng là khoảng 4.000 tỷ là cực kỳ lớn luôn, vì mình nhớ ông máng là năm ngoái dư nợ là 209.000 và năm nay đặt mục tiêu là 246, đến thời điểm này là 226 mà mỗi tháng lên 4.000, như vậy là cực kỳ nhiều. Mà vì bán lẻ thường là cái lãi suất sẽ cao hơn nên là biên lãi sẽ vọt lên, vậy nếu mà đúng như thế thì quá ok cho vay lẻ. À, trên số lượng là chính. Và hiện nay và trong quý 1 thì một số dự án mà họ đã cho vay đã bị giảm dư nợ đúng không? Có thể là đáo hạn hay là cái gì đấy là khoảng 13.000 tỷ cho nên dư nợ quý 1 gần như đi ngang. Và hiện nay dư nợ bất động sản của Liên Việt là khoảng tầm 8 đến 10% đúng không? Nhưng mình nghĩ là không cũng là vừa phải, không lớn. Tổng dư nợ khoảng 200 thì như vậy hết khoảng tầm 15 20.000 tỷ. Không lớn lắm. Lên dự kiến công an là 4.800 tỷ là kịch bản an toàn nhất phòng ngừa những ảnh hưởng của dịch bệnh, riêng quý 1 đã đạt hơn 1.700. À, như đây chắc là lợi nhuận trước thuế rồi. À, đúng theo mình nghĩ thì chính là lợi nhuận trước thuế. Và đây này này 1.700 đây đúng rồi, 1.400, như vậy họ đang nói về chuyện cái 4.800 này chắc ra là thực tế trừ 20% đi chắc còn khoảng 3.800 là đúng rồi. Và như vậy là chính xác rồi. Lợi nhuận 4.000 gì là không bao gồm bán bảo hiểm. À, như vậy họ rất tự tin. Rất tự tin. Cái kế hoạch lãi trước thuế 4.800 tỷ 2022. Cái này là còn chưa tính đến đúng không? Đúng, bảo hiểm. Rồi. Không bao gồm phí bảo hiểm. Vậy, rất là cao. Tháng 5 tới sẽ kết thúc hợp đồng bảo hiểm với Tài Chi đúng không? Và đây mình vừa xuất thử đúng không? Đây thì vẫn chưa có thông tin về cái này hay là quả xuất chưa chính xác và chưa có chưa thấy và hiện nay là chưa thấy đây, một vài cái trang báo liên quan đến cái bảo hiểm này. Như vậy là đến giờ thì chưa có, đúng không? Bên HDBank thì cũng tham gia vào cái việc này. À, đến giờ thì chưa có thông tin, đúng không? Chúng ta tạm thời treo lại cái việc này. Và đến đây thì họ vẫn đang tích cực đàm phán. Và tháng 5 là kết thúc với Daiichi Life rồi. Và muốn một cái
hợp đồng gì đấy đến tận 15 20 năm, siêu dài. Khoản tiền thu về bao nhiêu còn đang trong vòng luật quản lý. Và như vậy là vẫn đang gọi là theo như mình hiểu đây gọi là đang đàm phán đối tác. Chứ còn chưa thấy gì cả. Để xem hỏi là mấy bạn làm bên cái viện xem như nào. Vâng, đấy là cái thông tin tiếp. Đúng không? Như vậy tính ra lợi nhuận cũng rất ok. Và những cái này là hoàn toàn là mình nghĩ là còn chưa đến chưa tính đến những cái gọi là bảo hiểm đúng không? Cho thêm vào. Vậy nếu mà thì bảo hiểm mà hợp đồng xuôi đúng không? Như vậy rất ok, bởi vì như việc đến nhân sự thì tăng rất là nhanh và mạng lưới thì cực kỳ rộng. Mà trên là nếu mà làm tốt có thể sẽ tận dụng được cái việc này, làm rất tốt và mạng lưới rộng là cực kỳ ưu thế rồi. Và đấy là một vài câu hỏi. Và nhưng mà cảm giác là như là không trả lời hết. Và theo theo như này là mình thấy không trả lời hết. Và những câu này là không thấy đâu cả. Và các câu này còn có câu trả lời. Và kịch bản đây là kịch bản thận trọng, kịch bản lạc quan là chúng ta cứ lấy 1.700 trước thuế đúng không? Nhân 4 lên, đấy gọi là kịch bản lạc quan. Con này thì trả lời ok rồi. Chuyện đối tác bảo hiểm thì đang đàm phán, dư nợ bất động sản thì 8 đến 10 trăm năm thì cũng không phải lớn. Kịch bản lạc quan là kịch bản này là theo cái kinh doanh là lợi sau thuế 3.800 nó chưa tính bảo hiểm. Tăng trưởng tín dụng quý 1. Do một số dự án chắc họ kết thúc trên là giảm. Thu được bao nhiêu nợ xấu từ dự phạm. Rồi, không thấy câu trả lời câu hỏi này. Câu hỏi tiếp đúng không? Việc bán vốn năm nay có khả quan không? Vì đã đưa ra 3 năm nay chưa thực hiện được. Việc thoái vốn của cổ đông VNVOT vì sao không thành công? Và hình như là cái này liên quan đến nước ngoài. Và câu hỏi liên quan đến nước ngoài. Và năm ngoái cũng thấy đưa ra nhưng cuối cùng thì không không thấy gì cả. Năm trước nữa thì mình chưa xem. Nhưng chưa thực hiện được. Ở trong kia đây thì giá cao quá. Và đấy là câu hỏi đúng không? Câu hỏi ông Hoàng Sơn có thể kiêm tổng đốc đi về anh trả lời là việc thoái vốn thành công là do bên VN định giá đưa ra đấu giá đúng lúc cổ phiếu trên thị trường đi xuống, nhà nước không giống tư nhân không được phép bán giá thấp hơn mức định giá rồi. Về VN đấu giá đúng lúc thị trường đi xuống tiền. Thứ hai là về nhà đầu tư nước ngoài thời gian chuẩn bị chốt với đối tác nhưng giá của thị trường thấp nên ngân hàng lại chủ động dừng lại, thời gian tới thị trường dừng lại thì sẽ bán để mang quyền lợi cao nhất. Và ghi nhận như vậy đúng không? Về bán vốn cho nước ngoài. Và chuẩn bị chốt với đối tác thì giá cổ phiếu lại xuống. Thì khó đúng không? Vì nếu mà đàm phán kéo dài quá thì gần như giá thị trường sẽ dao động liên tục. Và nếu cái đấy làm căn cứ gọi là căn cứ để bán thì rất là nguy hiểm. Và thì nó sẽ gần đến nơi thì có khi lại thôi. Thời gian tới thì chúng là sẽ mang bán rồi đúng không? Nếu giá thị trường hồi phục đúng không? Theo từ của tổng đốc thì sẽ mang ra bán đúng không? Để đảm bảo tổng câu nói như vậy. Và mình ghi nhận đúng không?
Như vậy là năm nào cũng giàu và chúng ta cũng không hy vọng gì lắm. Bây giờ thì hình như Liên Việt đang giá quanh 15, mình nghĩ là giá không phải tốt. Nếu mà bán 15 là chưa chắc là dám bán, đúng không? Rất có thể phải 20. Và đợt trước đợt giảm vừa rồi là và đứng ở theo giá điều chỉnh là 20, 19, 20 rất lâu và cực kỳ lâu. Năm ngoái đỉnh cao còn 24 tháng 6 đến trước khi cái tháng 4 vừa rồi là giảm. Như vậy là có đến 10 tháng đúng không? 10 tháng ở vùng cao. Và như vậy có vẻ lý do này không thuyết phục lắm, 10 tháng là một thời gian đủ dài và tưởng là phải đàm phán là phải xong xuôi và chúng ta đi tiếp. Dù sao thì cũng ghi nhận như vậy. Vì sao toàn chia cổ tức bằng cổ phiếu? Câu hỏi ông Sơn trả lời đây, mà bảo là chia cổ tức cổ phiếu thì rất là tốt cho cổ đông, vì thực tế thì giá cổ phiếu hơn 20-30 đúng không, nếu chia 15% thực ra là tương đương với 30%. À, trong ý muốn nói là mức độ cái phần cổ tức thêm đấy nó tương đương với cái bao nhiêu giá gì đấy, đúng không? Vì chúng ta theo quy định là nhớ là tổng dù sao thì cái này câu hỏi ra ngân hàng làm thế đúng không? Qua đi. Giá của cái thấp như vậy có phải đúng giá trị công ty của công ty đúng không? Không có thổi giá, tôi không hiểu tại sao giá cổ phiếu của một doanh nghiệp tăng cao như vậy. Tôi không giải sao giá cổ phiếu doanh nghiệp tăng cao như vậy, tôi không biết làm sao giá cổ phiếu lên được. Tôi chỉ biết làm sao ngân hàng tốt nhất thôi. Và sơn nói như vậy là và chia sẻ là như vậy, đúng không? Cho rằng là không can thiệp vào giá cổ phiếu, cho rằng là lợi nhuận thì đang rất là tốt, đúng không? Nhưng không hiểu sao giá cổ phiếu nó không tăng. Câu hỏi khác, đúng không? Cổ phiếu thấp vậy có phản ánh đúng giá trị công ty không? Câu hỏi vui vẻ. Và lãnh đạo thì bảo là theo giá thị trường, không thổi giá. Năm ngoái thì mình nghĩ là thổi giá. Năm ngoái cái lúc ào ào đoạn lên rất mạnh đấy thì mình nghĩ là thủ giá. Sau đó thì bị chỉnh chỉnh mạnh. Và thì lãnh đạo thì người ta cho rằng họ thì chung một doanh nghiệp thôi. Chia sẻ trong đại cổ đông. Hôm nay thì chúng ta cũng có thêm được một số thông tin. Và khả năng hôm nay mình sẽ dừng đây nhé, cũng thêm một vài thông tin tương đối tốt. Ok nhá.